Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Nhà Ma, nơi hội tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị. Quý vị thân mến, Duy Thuận và toàn bộ ekip của kênh Nhà Ma đang cố gắng tiếp cận với nhiều người để cho nhiều người biết đến kênh Nhà Ma hơn. Bởi lẽ, những câu chuyện tại Nhà Ma đều là những câu chuyện sát với hiện thực của xã hội, kèm theo đó là những bài học đầy nhân văn giá trị. Đôi khi trong cuộc sống, tội lỗi của chúng ta chưa phải nhận lãnh hậu quả ngay cái thời điểm đó, nhưng nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của chúng ta sau này. Câu chuyện ngày hôm nay Thuận kể cho quý vị nghe sẽ khắc họa rõ nét được điều đó. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Có một chàng trai tên Hưng yêu cô gái tên Lệ. Họ yêu nhau đã được một thời gian dài. Cả hai cùng công tác ở một công ty chuyên về máy móc, thiết bị điện tử. Nói qua về hoàn cảnh của gia đình thì Hưng là con trai một. Vài năm trước bố của Hưng đã qua đời vì bệnh nặng. Hiện nay anh chỉ sống với mẹ. Còn về phía Lệ, gia đình cô là gia đình kiểu mẫu. Mẹ nội trợ, bố là công chức nhà nước. Cô có một người em trai nhưng cũng không may qua đời sớm vì tai nạn giao thông. Trước đó, Hưng cũng đã có dịp được đến nhà và gặp bố mẹ của Lệ. Hai ông bà có ấn tượng rất tốt với Hưng bởi vì anh cư xử rất lễ độ phải phép, tính tình lại thật thà. Hai người thì quen nhau đến nay cũng đã gần 2 năm. Nhưng mà không hiểu lúc mới xác định mối quan hệ với Lệ, Hưng luôn gặp những điều rất kỳ lạ. Có hôm, hai người đi xem phim, đang trong rạp tối, Lệ mới ra ngoài nghe điện thoại. Hưng nhìn theo Lệ thì thấy có một người đàn ông đang đi sau lưng của Lệ, cùng đi ra ngoài. Vì trong rạp lúc đó đang chiếu phim, cả phòng tối om nên Hưng không kịp nhìn rõ người đó là ai, đang mặc quần áo gì. Chỉ nhìn thấy một thân ảnh đen như mực, bóng người cao gầy. Hưng ban đầu cũng không thấy có gì khác thường, cho đến khi ra về, Hưng lại tiếp tục nhìn thấy người đó đang đứng nấp vào một thân cây ở bên kia đường, nhìn chằm chằm vào mình. Hưng bắt đầu khó chịu, anh quay sang hỏi Lệ xem là có quen biết gì với người đó không. Nhưng Lệ lại nói là cô không hề nhìn thấy ai cả. Một hôm khác, công ty có tổ chức liên hoan nên là Hưng sang nhà Lệ để đón cô cùng đi. Đang đứng đợi Lệ ở trước cửa nhà thì bỗng nhiên anh nhìn thấy một người nào đó đang đứng nấp vào vách tường cách Hưng khoảng độ 5-6 mét. Người này mới lấy đá lớn ném liên tục về phía của Hưng. Hưng mới hét lên cố gắng né tránh để không bị thương. Hưng tức giận lao đến vách tường nơi người kia nấp thì lại không nhìn thấy ai cả. Sau vụ đó, mặc dù là Hưng không bị thương, nhưng trên xe có nhiều vết chảy xước, kính chiếu hậu thì vỡ toang. Hưng có kiểm tra camera dân sinh để xem ai làm, nhưng đáng tiếc là vì vị trí đó nằm ở góc khuất nên không có thấy được. Và rất là nhiều lần khác, cứ mỗi một lần đi hẹn hò đi chơi với Lệ là lại thấy bóng một người đàn ông theo sát sau lưng Lệ. Hưng hỏi nhiều lần nhưng Lệ nói rằng hoàn toàn không có cảm giác gì về việc có người đi theo. Giống như là chỉ có một mình Hưng thấy được người đó vậy. Hưng bất an nên kể chuyện này cho mẹ anh nghe. Mẹ của Hưng thì vốn là Phật tử nên bà rất tin về những chuyện tâm linh. Hai mẹ con có đi xem thầy thì thầy chỉ nói là Hưng đi hôm về khuya, bị một vong chết ngoài đường nhìn thấy, hợp mệnh nên đi theo. Rồi thầy chỉ cách cúng kiếng. Từ đó thì Hưng cũng không còn nhìn thấy gì nữa. Mọi chuyện trôi qua rất suôn sẻ. Sau 2 năm tìm hiểu, Hưng và Lệ xác định tính đến chuyện hôn nhân. Hai người cũng đã ra mắt hai bên gia đình để bàn chuyện cưới xin. Theo dự định là sẽ cưới vào cuối năm, nhưng khi đi xem ngày thì người ta nói tuổi của Hưng và Lệ phải cưới vào năm sau thì mới tốt. Vậy là đành phải tạm gác lại chờ đến năm sau. Vì đã quyết định cưới xin nên hai người gần như xem nhau là vợ chồng.
dỗ chạp, đám tiệc gì của hai bên gia đình cũng cùng nhau đi. Hôm đó là dỗ của em trai Lệ. Gia đình Lệ làm dỗ lớn, mời đến rất nhiều người. Nói đến cậu em trai này thì cậu ta tên là Thịnh. Nếu còn sống thì năm nay cũng đã 24 tuổi. Thịnh bị tai nạn giao thông chết khi chưa tròn 20. Mỗi năm đến ngày này, gia đình của Lệ đều rất buồn. Nghe Lệ kể lại thì lúc đó Thịnh đang là sinh viên năm 2 đại học ngành công nghệ thông tin. Thịnh có tham gia thi một cuộc thi về sáng tạo phần mềm ở nước ngoài. Nên là cái khoảng thời gian đó, Thịnh thường xuyên đi sớm về khuya. Vì bận nghiên cứu, hôm đó trên đường về nhà, Thịnh bị người ta tông chết. Người tông Thịnh bỏ chạy mất, vì khi đó đã tối muộn, không có ai phát hiện kịp để cứu giúp, dẫn đến cái chết thương tâm của Thịnh. Nói chuyện được một lúc thì gia đình Lệ bắt đầu làm lễ cúng kiếng. Hưng là con rể nên cũng phụ giúp gia đình Lệ một tay. Đang loay hoay sửa sang bàn cúng thì bỗng bên tai Hưng nghe thấy tiếng của ai đó hú một cái. Lúc đầu thì Hưng cũng không mấy để tâm, vì nghĩ có thể là đám con nít được người nhà dẫn đến ăn dỗ, chơi đùa quậy phá. Được một lúc thì tiếng hú đó lại tiếp tục phát ra. Tiếng hú này không dồn dập nhưng lại phát ra liên tục, dường như đang muốn gọi Hưng. Hưng mới đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà tìm kiếm. Thì không thấy gì, nhưng mà tiếng hú vẫn cứ tiếp tục vang lên. Hưng mới quay sang hỏi những người đứng gần đó, thì ai cũng nói là chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Trừ cái tiếng hú kỳ lạ ấy thì cũng không có gì xảy ra nữa. Nhưng cũng kể từ sau ngày hôm đó, Hưng lại không có được một ngày nào bình yên cả. Một hôm, Hưng ở lại tăng ca nên về trễ. Tăng ca xong thì đồng nghiệp ở cơ quan rủ đi ăn nhậu đến tối muộn, lúc đó khoảng 11 giờ. Mặc dù chỉ uống có 2-3 cốc bia, nhưng Hưng biết trong người có hơi men nên anh lái xe rất chậm. Đi được một lúc thì Hưng có cảm giác như có ai đó đang đi theo sau mình. Hưng ban đầu cũng không để ý, nhưng cái người đó di chuyển theo Hưng cả một đoạn đường dài mà không hề có dấu hiệu vượt lên. Thấy có cái gì đó kỳ lạ, Hưng mới thử rổ ga đi nhanh, thì người phía sau cũng rổ ga đi nhanh theo. Hưng thả ga đi chậm, thì đồng thời người đó cũng giảm tốc độ bám sát theo. Rõ ràng là cố ý bám theo Hưng. Anh liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu xem là ai, thì không thấy ai cả. Nhưng dưới nền đường vẫn hiện lên ánh của đèn xe phía sau hắt lên phía trước. Hưng bắt đầu linh cảm thấy có cái điều gì đó nguy hiểm. Giờ này rồi còn có người đi theo, khả năng cao là ăn cướp. Hưng mới rồ ga chạy thật nhanh để ngắt đuôi. Bên tai Hưng vẫn nghe tiếng rồ ga rượt đuổi theo mình. Mãi đến khi gần về đến cửa nhà thì người đó mới thôi không bám theo nữa. Cơ thế, tối nào mà có việc đi về muộn là y như rằng Hưng cũng đều bị bám sát như vậy. Và không lần nào anh nhìn thấy được người đó là ai. Điều này đã khiến Hưng vô cùng bồn chồn và lo lắng. Đỉnh điểm là cho đến một hôm, Hưng từ nhà của Lệ trở về, anh lại tiếp tục bị bám sát. Đây đã là lần thứ tư rồi. Bị liên tục theo dõi làm phiền khiến cho Hưng điên tiết lên. Lần này anh quyết phải xem cho được người đó là ai và hỏi rõ tại sao lại theo mình. Hưng dừng xe lại, quay lại xem là ai, nhưng không có bất kỳ một người nào. Hưng có chút sửng sốt vì nãy giờ anh vẫn nghe thấy tiếng xe đi theo sau. Dừng xe một lúc để quan sát xung quanh, anh nhìn khắp lượt nhưng mà cũng không thấy có ai khả nghi. Hưng mới rổ ga đi tiếp. Mới đi được một đoạn thì lại nghe thấy tiếng của xe theo sau mình. Anh vội dừng xe, quay lại nhìn thì vẫn không thấy ai. Đến lần thứ ba, khi bên tai vừa nghe thấy tiếng động cơ là Hưng lập tức phải gấp lại, quay mắt ra sau nhìn. Lần này thì Hưng nhìn thấy rõ người theo sau mình đi một chiếc AB đời cũ, dừng xe đứng cách Hưng tầm 2 mét. Điều kỳ lạ là cả cơ thể người này đen ngòm,
Mặc dù có đèn đường, nhưng Hưng lại không nhìn thấy bất cứ một thứ gì, kể cả quần áo, mặt, mũi, miệng, tất cả chỉ là một màu đen. Nhìn mái tóc và vóc dáng thì có lẽ là đàn ông. Lúc đó đang trong cơn tức giận, không suy nghĩ nhiều, Hưng mới gào ầm lên. Anh là ai? Tại sao lại đi theo tôi? Anh muốn cái gì? Người đó chỉ đứng yên, không nói lời nào. Thấy vậy Hưng càng cáu gắt. Anh bị điếc à? Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Anh là ai? Nói mau! Đáp lại Hưng một lần nữa là sự im lặng. Đến lúc này thì Hưng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh bật chân trống xuống, định bụng sẽ đến gần người đàn ông đó để nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng khi anh vừa quay người lại thì trong tích tắc, người nọ đã hoàn toàn biến mất. Hưng đứng ngơ người một lúc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả đêm hôm đó, Hưng cứ có suy nghĩ mãi, chằn chọc mãi về cái người đàn ông đen ngòm kia. Hai hôm sau, Hưng được bố mẹ của Lệ gọi sang ăn cơm tối. Hôm đó nhà Lệ có khách, đó là vài người bạn thân lâu năm của bố Lệ. Ông muốn giới thiệu con rể cho bạn bè biết. Vì hôm đó vui vẻ nên Hưng có uống hơi quá chén. Thấy Hưng say, sợ đi đường không an toàn nên mẹ Lệ giữ Hưng ở lại ngủ qua đêm. Hưng được sắp xếp ngủ ở phòng của Thịnh, em trai quá cố của Lệ. Mặc dù Thịnh mất đã lâu, nhưng mẹ Lệ luôn thường xuyên vào quét dọn. Chính vì vậy mà phòng ốc lúc nào cũng sạch sẽ, bài trí trong phòng cùng đồ đạc của Thịnh vẫn được giữ nguyên như khi Thịnh còn sống. Hưng nằm ở trên giường của Thịnh, ngủ một hơi đến gần sáng thì bị đánh thức bởi tiếng gõ bàn phím ở trên máy tính. Hưng mới mơ mơ tỉnh tỉnh, mở mắt ra nhìn quanh phòng thì thấy màn hình máy tính để ở bàn trong phòng đang sáng lên. Có một người đeo kính đang ngồi gõ phím. Thấy có người ở trong phòng, Hưng dụi mắt cho tỉnh xem là ai. Thì vừa mới dụi mắt xong thì lại không thấy gì nữa, màn hình máy tính vẫn tắt như bình thường. Vừa tỉnh chưa bao lâu thì cái cơn nhức đầu do say rượu ập đến. Nghĩ chắc do mình say rượu nhìn nhầm, Hưng mới nhắm mắt lại định thần ngủ tiếp. Đang thiêu thiêu chưa vào sâu giấc thì đột nhiên phía đầu giường rung lắc dữ dội, phát ra tiếng rầm 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 rầm. Như thể có người đang dùng chân sút mạnh vào thành giường. Hưng lại một lần nữa bị đánh thức. Anh định bật dậy xem có chuyện gì, nhưng chợt phát hiện cả cơ thể của mình bị đông cứng, không thể cử động được. Hưng chỉ có thể đưa mắt ngước lên nhìn. Vừa nhìn tới đầu giường, Hưng chết chân tại chỗ khi nhìn thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo đang đứng ngay đầu giường của mình. Bất thình lình, bóng người đó lao tới, dùng tay tóm lấy cổ áo của Hưng. Tay còn lại thì liên tục tát vào mặt của Hưng. Vừa tát, người đó vừa gầm lên bằng một giọng nam khàn đặc âm vang. Ai cho mày ngủ ở đây? Mày không xứng! Mày không xứng! Từng cú tát giáng thẳng vào mặt khiến hai má của Hưng đỏ lên, toét cả khóe miệng. Bị tấn công, Hưng cố gắng gồng lên chống cự nhưng mà không được. Cả cơ thể hoàn toàn không có sức. Đang không biết làm sao để thoát ra thì bên tai của Hưng nghe thấy tiếng nói của Lệ gọi mình. Hưng mới bật dậy, thở hổn hển. Thì ra từ nãy đến giờ Hưng nằm mơ. Hưng mới đưa tay lau mồ hôi ở trên trán, trên mặt, thì vô tình đụng vào mặt một cái cảm giác đau đớn truyền tới. Hưng vùng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh soi gương thì phát hiện hai má của mình sưng tấy, môi bị dập, khóe miệng còn có vết máu đã bị khô. Phần cổ áo thì bị nhăn nhúm. Nếu tất cả những gì Hưng thấy ban nãy chỉ là mơ thì tại sao trên người Hưng lại có những cái vết tích này? Hưng kể lại giấc mơ cho mẹ của Lệ nghe. Nghe xong, hai mắt bà đỏ hoe.
Bà đến bàn thờ của Thịnh thắp hương rồi nói: chắc là thằng Thịnh nó về thăm nhà đó. Hồi sống nó hay thức đến 2-3 giờ sáng để làm phần mềm. Hôm qua còn ngủ lại mà bác quên khuấy đi không thắp hương nói nó một tiếng. Từ hồi nó mất đến bây giờ có mỗi mình con nhìn thấy đó. Lần sau đến chơi cứ vào thắp cho nó nén hương là được nghe con. Nghe mẹ của Lệ nói vậy, Hưng cũng đâm ra sợ. Từ hôm đó có sang nhà Lệ chơi, Hưng cũng rất ít khi ở lại đến tối muộn. Không hiểu sao dạo gần đây Lệ và Hưng thường xuyên cãi nhau, mà người gây chuyện trước hầu như đều là Hưng. Sau những cuộc cãi vã bình tâm lại thì Hưng đều cảm thấy mình cư xử rất kỳ quặc, mà đến chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Bình thường Hưng sẽ là người trở Lệ về nhà sau mỗi lần tan ca, nhưng hôm đó cãi nhau nên Lệ đùng đùng bắt taxi về trước. Hưng lủi thủi đi về một mình. Xe đi ngang qua đoạn đường có cát do ô tô tải vận chuyển làm rơi xuống mặt đường. Hưng không cẩn thận bị trượt ngã, gãy tay, phải nằm viện điều trị. Sau vụ đó, Hưng và Lệ cũng không có cãi nhau gì nữa. Lệ và mẹ của Hưng thì thay phiên nhau để chăm sóc cho anh. Đêm đầu tiên ở bệnh viện, cánh tay đang bị thương của Hưng lên cơn đau nhức. Anh mới chằn chọc mãi mà không sao ngủ được, trong khi những bệnh nhân khác đều đã ngủ hết. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng uỳnh uỵch, uỳnh uỵch, giống như tiếng của ai đó đang nhảy lò cò ở trên nền. Cái tiếng đó nó cứ mỗi lúc một gần, rồi dừng lại ở ngay trước cửa phòng bệnh của Hưng, sau đó im bặt. Hưng mới lắng tai nghe một lúc, cũng không có động tĩnh gì. Đằng nào cũng không ngủ được, anh mới đứng dậy đi ra ngoài xem là ai. Vừa mở cửa phòng ra, Hưng giật nảy mình khi thấy trước cửa phòng là một người ăn mặc rách rưới, bàn chân trái bị gãy gập ra sau, lê lết ở dưới nền. Mặt cúi gằm, trên đầu người này còn có vết thương khiến máu chảy dài xuống cằm, nhỏ giọt xuống nền đất. Nhìn thấy vết thương nặng, Hưng định hỏi thăm thì đột nhiên người đó gào lên: mày không xứng, mày không xứng. Rồi lao tới bắt chặt lấy cổ của Hưng. Bị bất ngờ không kịp phản ứng, Hưng mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Nhân cái cơ hội đó, người kia nhảy bồ lên bụng của Hưng, ghi mạnh xuống, không cho anh có cơ hội trở mình. Hưng thì một tay đang bị thương, chỉ có một tay để chống cự. Không hiểu sao sức người này rất mạnh, Hưng cố gắng hết sức phản kháng nhưng mà không được. Anh mới kêu gào để những bệnh nhân khác nghe thấy, nhưng dường như không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của anh cả. Tất cả đều ngủ say như chết. Hưng cảm nhận rất rõ xung quanh người này tỏa ra một cái hơi lạnh toát khác thường, khiến cho Hưng rùng mình, dựng cả tóc gáy. Cái lạnh giống như toát ra từ bên trong cơ thể. Hưng cứ vùng vẫy kháng cự liên tục cho đến khi nghe thấy tiếng xe đẩy của y tá trực đi tiêm thuốc. Người kia mới đột nhiên buông Hưng ra, nhảy phát lên tường, bò vào khe hở của phòng bên cạnh, giống y hệt như thằn lằn. Bàn chân gãy không có điểm tựa, lơ lửng ở không trung, máu dính vào tường kéo thành một vệt dài. Hưng nằm dưới đất sững người nhìn theo. Khi y tá đến gần, thấy Hưng nằm sóng xoài dưới đất, người ngơ ngác nhìn lên trần, tưởng Hưng bị ngã nên vội đến đỡ anh vào giường. Cả đêm đó Hưng thức trắng, cảm giác lo sợ bao trùm lấy tâm trí của Hưng. Anh mới trùm chăn kín mít, run rẩy, bởi vì một người bình thường không thể nào mà bò lên tường như vậy được, chỉ có thể là ma quỷ. Sáng hôm sau, Hưng ra ngoài nhìn lại vị trí mà hồn ma lúc tối bò lên thì không hề thấy vệt máu nào cả. Hưng mới kể lại chuyện cho mẹ nghe. Mẹ anh trấn an rồi giải thích có thể là do ở bệnh viện nhiều vong linh, người ta thấy hợp nên hiện ra chọc ghẹo. Nói rồi bà đặt dưới gối nằm của Hưng một cái cán dao cũ. Từ khi mẹ anh làm vậy, anh cũng không thấy có gì nữa.
Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, anh đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong mơ, anh thấy có một người đang chạy xe máy đi trước và có một người khác nữa đang từ phía sau chạy lên. Anh ta đi xiên xiên vẹo vẹo, có vẻ như là đang say rượu. Rồi đột nhiên, anh ta rồ ga thật nhanh, đâm thẳng vào người đi phía trước. Đám chắc người này đã xuống đường, nằm bất động. Sau đó sợ hãi bỏ chạy. Trong giấc mơ, Hưng đứng ở bên vệ đường, chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh mới vội lao đến xem, thì thấy người bị đâm trúng, máu me be bét. Máu trên đầu loang xuống mặt đường, tạo thành một mảng máu lớn. Hưng ở trong mơ hô hào lên, gọi người cứu. Nhưng cả con đường chỉ có duy nhất một mình Hưng. Mỗi khi tỉnh dậy, Hưng đều cảm thấy ớn lạnh, người đổ mồ hôi ướt đầm áo. Anh vô cùng hoang mang, suy nghĩ mãi rằng là liệu cái người mà thường bám sát theo xe anh, người bóc cổ anh mấy đêm trước và cả người mà anh mơ thấy, liệu có liên quan gì đến nhau hay không? Anh ta đang muốn nói với Hưng điều gì? Sau khi xuất viện trở về nhà, Hưng trở về tĩnh dưỡng vài hôm rồi mới đi làm lại. Cứ ngỡ rằng là về đến nhà mọi chuyện sẽ ổn, nhưng hết lần này đến lần khác, Hưng đều bị quấy phá không yên. Hôm đó khoảng 12 giờ trưa, mẹ Hưng lúc đó đi công việc nên chỉ có mỗi Hưng ở nhà. Đang nằm trên phòng thì Hưng nghe thấy tiếng chuông cửa cùng với tiếng ai đó gọi mình một cách rất tức giận. Hưng! Hưng ơi! Mở cửa! Anh lật đật vội vàng đi xuống. Đang đi thì đột nhiên Hưng bị bàn tay lạnh ngắt của ai đó tóm chặt lấy cổ chân, khiến cho anh mất thăng bằng, ngã lộn nhào xuống cầu thang. Cũng may lúc đó chỉ còn vài bậc nữa thôi là đến chân cầu thang, nên Hưng cũng không bị gì nghiêm trọng. Hưng đứng dậy nhìn quanh xem có phải va vào cái thứ gì hay không, nhưng không thấy gì cả. Người đứng trước cổng vẫn đang bấm chuông gọi giục mở cửa, nên Hưng tạm gác lại suy nghĩ đi ra mở cửa. Nhưng ra đến nơi lại không thấy ai cả. Đột nhiên Hưng cảm thấy ớn lạnh nổi da gà, đột gan cứ cồn cào hết cả lên. Anh linh cảm thấy có cái gì đó không ổn. Hưng đi thẳng về phòng. Lúc lên cầu thang, anh bám chặt vào cầu thang, đi chậm từng bước, vừa đi vừa quan sát dưới chân. Lên đến phòng, việc đầu tiên Hưng làm là chốt chặt cửa phòng, lấy điện thoại check camera. Và đúng như những gì anh sợ, camera hiển thị hoàn toàn không có bất kỳ người nào đứng ở bên ngoài cả. Mặt Hưng trắng bệch. Vậy là Hưng vẫn tiếp tục bị ma quỷ quấy phá. Những lần trước Hưng chỉ bị quấy phá ở bên ngoài, nhưng lần này ma quỷ theo Hưng về đến tận nhà, không có ai ở nhà. Nỗi sợ của Hưng càng tăng lên gấp bội. Hai tay bấu chặt vào nhau run rẩy. Được một lúc thì đột nhiên Hưng thấy người mệt mỏi, chóng mặt, hai mắt cứ díp lại. Cơn buồn ngủ ập đến. Hưng mới lên giường nằm ngủ, không quên lấy chăn trùm kín mít hết người lại. Ngủ được một lúc thì Hưng có cái cảm giác có nước nhỏ lên mặt của mình. Hưng cựa quậy tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì Hưng điếng cả người khi thấy một người đang bám dính trên trần nhà. Máu trên người nhỏ thẳng xuống mặt của Hưng. Và người đó không ai khác, chính là người mà anh nhìn thấy trong bệnh viện. Hưng chưa kịp hoàn hồn thì người đó đã nhảy từ trên trần xuống, ập thẳng lên người của Hưng. Lần trước là buổi tối, hơn nữa lúc đó người này cúi gằm nên không nhìn rõ gương mặt. Còn bây giờ là ban ngày, người này lại đang đối mặt trực tiếp với Hưng. Hưng trợn to mắt, chết chân tại chỗ khi nhìn thấy người đó chính là Thịnh, em trai của Lệ. Hưng đã từng nhìn thấy Thịnh trong tấm ảnh gia đình ở nhà Lệ, nên anh nhớ rất rõ. Bây giờ không những cơ thể không cử động được, mà miệng của Thịnh cũng bị cứng đờ, ú ớ không nói được gì. Với một thái độ giận dữ, căm thù, Thịnh túm đầu của Hưng, nện mạnh vào thành giường, khiến đầu anh toét máu. Sau đó, Thịnh nắm lấy bàn chân trái của Hưng,
dứt khoát bẻ gập lại. Anh còn nghe thấy rõ tiếng xương bị gãy. Hưng đau đớn đến chảy cả nước mắt. Thịnh vừa bẻ vừa cười phá lên. Mày đau lắm phải không? Chưa đâu. Bao nhiêu đó chưa bằng 1/10 những gì mà tao đã phải trải qua trước khi chết. Tao đã nhìn mày thều thào van xin để mong mày cứu giúp, nhưng mày đã bỏ chạy. Mày để tao nằm đó đau đớn chết dần chết mòn. Vậy mà bây giờ mày còn muốn chỉ tao lấy cái kẻ đã đâm chết em trai mình. Mày không xứng. Không xứng. Dứt câu, Thịnh xô Hưng ngã nhào xuống đất, rồi với cái kéo trên bàn định đâm Hưng. Thì đúng lúc đó, mẹ của Hưng bật cửa xông vào. Vừa nhìn thấy mẹ của Hưng, Thịnh buông Hưng ra rồi nhảy xuyên qua cửa sổ phòng biến mất. Mẹ Thịnh thấy con trai đang nằm dưới đất, mặt mũi tái mét, vội đỡ Hưng dậy. Hưng ú ớ nói không thành tiếng. Thì ra là mẹ Hưng trở về gõ cửa mãi mà không thấy Hưng trả lời. Bà mới sốt ruột, nghĩ Hưng bị làm sao nên mới lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa vào. Phải một lúc lâu sau thì Hưng mới có thể trấn tĩnh lại. Hưng hỏi mẹ mình rằng là ban nãy khi vào phòng có nhìn thấy gì không, bởi vì sau khi mẹ Hưng đi vào thì Thịnh mới nhảy xuyên qua cửa sổ biến mất. Nhưng mẹ anh lại trả lời là hoàn toàn không thấy gì cả, chỉ thấy Hưng nằm sải lai ở dưới đất, trợn to mắt lên, chân tay giãy giụa. Hưng sau đó cũng không kể lại cho mẹ mình nghe về những gì đã nhìn thấy, bởi vì chỉ một mình Hưng hiểu tại sao Thịnh lại làm vậy. Từ câu nói của Thịnh, bí mật được Hưng chôn vùi bấy lâu nay bắt đầu được hé mở. Quay lại sự việc cách đây hơn 4 năm trước, cái ngày mà Thịnh chết cũng là ngày mà Hưng biết tin bố của mình bị ung thư giai đoạn cuối. Tế bào ung thư đã di căn đến gan, khó mà qua khỏi. Trước đó thì bố của Hưng cũng đã điều trị bệnh nhiều năm, tài sản trong nhà cũng bán gần hết để lo chạy chữa cho ông. Hưng tại thời điểm đó còn trẻ, mới đi làm chưa được bao lâu, vẫn chỉ là một nhân viên. Thu nhập cũng còn thấp, chưa giúp ích được gì cho gia đình. Nhìn thấy bố mình nằm thoi thóp trên giường bệnh, cầm cự đợi chết, mẹ của Hưng lúc đó gần như ngã quỵ, chỉ có Hưng làm chỗ dựa tinh thần. Nên dù vô cùng đau lòng, nhưng Hưng cũng cố gắng nén lại để thay bố mình làm trụ cột trong nhà. Đêm đó ở bệnh viện, đợi đến khi mẹ ngủ say, Hưng lén ra ngoài đi nhậu. Vì đang buồn nên anh có uống hơi quá chén đến say mềm. Đang chuẩn bị về thì nhận được thông báo bố Hưng nguy kịch. Hưng cấp tốc lao xe trở về bệnh viện. Vì lúc đó say nên Hưng chạy xe loạn choạng, nghĩ rằng lúc đó đã tối muộn đường vắng, nên Hưng đánh liều tăng tốc chạy. Đầu óc Hưng lúc đó choáng váng, không nhìn thấy xe của Thịnh phía trước. Hưng chạy xe với tốc độ rất nhanh, không kịp xử lý tay lái nên đã đâm thẳng vào xe của Thịnh. Cú va chạm mạnh khiến xe của Thịnh văng ra xa khoảng 2 mét. Đầu Thịnh nện xuống nền đường, dẫn đến chấn thương sọ não. Bàn chân trái bị xe đè lên gãy gập, cơ thể bị chảy xước nghiêm trọng, người co giật. Hưng cũng bị ngã xuống đường nhưng may mắn không gặp chấn thương gì nghiêm trọng. Biết mình đâm phải người, anh luống cuống bỏ dậy xem đâm phải ai, thì nhìn thấy cảnh Hưng nằm dưới đất co giật, máu chảy ra ở phần đầu loang xuống mặt đường, là đủ hiểu chấn thương nghiêm trọng. Thịnh nằm thoi thóp, đưa mắt nhìn về phía Hưng cầu cứu. Hưng mặc dù không đành lòng nhưng vẫn lưỡng lự. Trong đầu anh bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Bây giờ trong nhà cũng không còn tiền nữa, mà anh tông trúng người ta là do uống say. Bố thì đang bệnh nặng, nếu Hưng bị truy tố thì mẹ anh không biết phải trông cậy vào ai nữa. Hưng cắn răng dựng xe lên chạy đi, mặc kệ Thịnh. Hưng thấy Thịnh vẫn mở mắt, miệng lẩm bẩm gì đó, nghĩ là Thịnh chỉ bị thương thôi. Nhưng không ngờ vì đêm khuya đoạn đường đó quá vắng, không có ai cứu, nên Thịnh mất máu quá nhiều, dẫn đến tử vong. Chuyện sau đó
Thịnh chết, Hưng không hề hay biết. Gia đình Lệ sau đó có trình báo công an để điều tra xem ai là người đã đâm Thịnh. Nhưng đoạn đường đó không có camera dân sinh, nên cho đến nay vẫn chưa biết hung thủ là ai. Chuyện này luôn là cái gai trong lòng Hưng. Dù đã trôi qua lâu rồi, nhưng Hưng vẫn luôn thấy mặc cảm, tội lỗi. Mãi cho đến khi lần đầu Hưng được Lệ dẫn về gặp gia đình, vừa nhìn thấy ảnh của Thịnh trên ban thờ, anh đã thấy rất quen mắt. Nhưng lúc đó không nhớ ra là đã gặp Thịnh ở đâu. Lúc nghe Lệ kể về chuyện của Thịnh, Hưng có chút chột dạ. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra trùng hợp đến như vậy. Hưng lại bị yêu chính chị gái của người mà mình đã đâm chết. Những hiện tượng kỳ lạ trước đó cũng là do Thịnh làm để quấy phá Hưng và Lệ, không cho hai người bên nhau. Sau khi biết người năm đó mình tông trúng là Thịnh, lương tâm của Hưng dày vò cắn đứt. Hơn hết, đó lại là em trai của người mà anh yêu thương. Nhìn căn phòng của Thịnh được trau chuốt, cả việc nhắc đến Thịnh là mẹ Lệ lại rưng rưng. Cũng đủ hiểu cái chết của Thịnh đã để lại cho gia đình Lệ bao nhiêu tổn thương, đau khổ. Sau nhiều ngày trăn trở, Hưng quyết định sẽ thú nhận tội lỗi của mình. Đầu tiên, Hưng thú tội với mẹ mình trước. Khi biết chuyện, bà vô cùng đau lòng và khóc rất nhiều. Mặc dù chuyện đã qua từ lâu, nhưng lỗi lầm vẫn là ở con trai bà. Hai mẹ con Hưng đến nhà Lệ, Hưng thú nhận toàn bộ sự việc năm đó và cầu xin gia đình Lệ tha thứ. Bố mẹ của Lệ rất sốc khi biết được cái chết của Thịnh là do Hưng, người mà gia đình hết mực tin tưởng gây ra. Còn Lệ thì chết lặng, không nói được gì. Mặc dù rất tức giận, rất bức xúc, rất đau đớn, nhưng bố mẹ Lệ là người suy nghĩ rất thấu đáo. Thấy Hưng cũng đã thành thật tự thú tội. Quen biết Hưng đã lâu, biết tâm địa Hưng không xấu. Hoàn cảnh lúc đó của Hưng cũng đáng thương, nên bố mẹ Lệ quyết định sẽ không truy tố Hưng. Sau đó, Hưng còn thương lượng với mẹ bán căn nhà đang ở để lấy một số tiền lớn đền bù lại cho gia đình của Lệ. Còn về phía Lệ, mặc dù rất yêu Hưng, nhưng cô không thể chấp nhận lấy người đã gây ra cái chết cho em trai mình làm chồng được. Hai người chia tay nhau. Lệ cũng nghỉ làm ở công ty để chuyển đến công tác ở một công ty khác. Hưng tôn trọng quyết định của Lệ. Chuyện tình của hai người cứ như vậy mà dang dở. Lại là một câu chuyện có cái kết buồn. Cá nhân Thuận thấy nhân vật Hưng trong câu chuyện là một người vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Trong số những câu chuyện mà Thuận đã từng kể, đa số các nhân vật khi mắc sai lầm, khi làm việc ác đều cố gắng che giấu đến cùng sự thật, đến khi không thể chối cãi được nữa mới chịu thú tội. Nhưng Hưng thì khác. Mặc dù biết khi sự thật bị phơi bày, bản thân có thể sẽ rơi vào tù tội, nhưng Hưng vẫn lựa chọn thành thật, tự thú và chấp nhận trả giá cho những gì mình đã gây ra. Đấy không phải là điều ai cũng có thể làm được. Trên thực tế thì việc đâm chết người rồi bỏ trốn xảy ra rất thường xuyên. Câu chuyện của Hưng cũng là hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người. Bởi vì đằng sau tay lái không phải chỉ là gia đình của bạn, mà còn là nỗi đau của những gia đình khác. Duy Thuận cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe, đồng hành cùng Duy Thuận trong tập truyện ngày hôm nay. Một câu chuyện mà đội biên kịch của kênh Nhà Ma đã viết lên, dành hết sự tâm huyết, thời gian, tâm sức và nhắn nhủ một bài học rất giá trị, rất hay, đúng không ạ? Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị hãy like, share và nhớ đăng ký kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip quý vị nhé. Đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh Nhà Ma. Còn bây giờ, Duy Thuận xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo trên kênh Nhà Ma.